một trong số những phát minh vô cùng ấn tượng của bộ đội Việt Nam, đã từng phát huy rất nhiều hiệu quả trong những năm tháng chiến tranh và đến nay thì vẫn được duy trì, đó là hình ảnh của chiếc bếp Hoàng Cầm. Bếp Hoàng Cầm là một cái tên nghe có vẻ hầu như ai cũng đã từng nghe qua, thế nhưng để xem tận mắt cách thức hoạt động thì không phải ai cũng từng biết, đặc biệt là các bạn trẻ ngày nay. Mới đây thì một đoạn clip ghi lại hình ảnh nấu nướng của bộ đội Việt Nam bằng chiếc bếp Hoàng Cầm này đã thu hút rất nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Và quả thật thì những hình ảnh trong đoạn clip trên khiến ai cũng phải há hốc vì độ sáng tạo của nó. Trước hết thì phải nói dù ngày nay, bếp Hoàng Cầm không quá phổ biến như trước, nhưng với lực lượng quân nhân thì vẫn có sử dụng khi luyện tập, thực hiện tại nhiệm vụ trong rừng. Theo một số tài liệu ghi chép thì người phát minh ra chiếc bếp này chính là Thượng sĩ Hoàng Cầm, quê tại Nam Định, là tiểu đội trưởng nuôi quân thuộc sư đoàn 308, đại đoàn tiên phong. Cụ thể thì trong thời chiến, việc nấu ăn giữa rừng gặp rất nhiều khó khăn, ban ngày thì khói bốc lên, ban đêm lại có lửa lập lòe, dễ bị địch phát hiện. Điều đó khiến cho người anh nuôi Hoàng Cầm vô cùng trăn trở. Sau nhiều lần suy nghĩ và thử vẽ sơ đồ, Thượng sĩ Hoàng Cầm đã tạo ra một loại bếp rất đặc biệt, là loại bếp lò khoét sâu vào sườn đồi và đào sâu xuống dưới đất với đường rãnh giống như râu mực từ bếp bò đi khá xa. Trên các rãnh được lát bằng cành cây và phủ đất ẩm, tạo thành những ống thoát khói. Khi nấu ăn thì khói từ bếp sẽ tỏa ra vào các rãnh, bốc lên thì lại gặp đất ẩm nên sẽ bị lập và cản lại. Vì thế thì chúng chỉ bay lơ lửng trên không chứ không bốc lên thẳng lên trời. Nhờ đó mà loại bếp này đã giải quyết được những vấn đề nấu ăn giữa rừng mà không sợ quân địch bị phát hiện. Từ đó thì loại bếp này đã mang tên chính người sáng tạo ra nó, chính là bếp Hoàng Cầm. Loại bếp này ra đời từ chiến dịch Hòa Bình năm 1951 năm 1952 và rất phổ biến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Có thể nói thì đây là một phát minh mang tính sáng tạo và tính ứng dụng rất cao.